Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Cap đường ngày hôm nay Hôm nay là đầu tuần tại Hoa Kỳ, ngày thứ hai bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi Và trong video này đó cũng nặng về tin tức các bạn Tại vì hôm nay đó, chúng ta đương nhiên sẽ nói về tình hình của Ethereum Futures ETF Chúng ta cũng có những thông tin liên quan đến Salmon Free Tại vì trong tuần này đó là cái phiên tòa sẽ bắt đầu Và có một cái đoạn clip được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội các bạn liên quan đến Michael Lewis Thì chuyện kia đã xảy ra tại sao mà nhiều người bây giờ lại nói tới Michael Lewis và Simon Free về FTX tôi chi sẽ chia sẻ về vấn đề này chúng ta cũng có thông tin liên quan đến Bitcoin Spot ETF các bạn và những tài liệu liên quan tới SEC và CFTC tuy ngoài mặt đó các bạn thấy được là ở SEC chúng ta có 5 ủy viên trong đó chúng ta tính luôn cả chủ tịch Gary Gensler nhưng mà quyền lực của chủ tịch tới thì sẽ cao hơn rồi các bạn và cao hơn ở cái mức độ nào tôi sẽ chia sẻ với bạn trong video này và tại sao bây giờ đó quyền lực của SEC toàn quyền nằm trong tay của Gary Gensler là vì lý do đó và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nhìn vào tình hình chung của chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đó chúng ta thấy được là cái phản ứng của thị trường nó nó không có đồng bộ sau khi mà chúng ta đã nhận được thông tin ngày hôm qua là là chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động trong vòng 45 ngày nữa Sẽ không có cái đợt đóng của chính phủ các bạn Và khả năng trong 45 ngày này là chúng ta sẽ có một cái chi tiêu được thông qua bởi hai đảng Thì sau đó mọi thứ sẽ ổn thôi các bạn Nhưng mà chúng ta đã thấy là chứng khoán Hoa Kỳ Dow Jones thì hôm nay đã giảm 0.22% trong khi Nasdaq nó đã tăng 0.67% cho các bạn thấy được là cái suy nghĩ của nhà đầu tư đó thì không đồng bộ hiện tại chúng ta nhìn vào pre market thì bây giờ thì không có thay đổi nhiều chúng ta nhìn cả ba chỉ số đó S&P futures, Dow futures và Nasdaq futures thì đều không thay đổi và chúng ta có thể nhìn vào hợp đồng của vàng thì hợp đồng vàng ngày hôm nay đã tiếp tục giảm các bạn bây giờ mức là 87 đô 94 cent cho một thùng dầu vàng đó thì vẫn tiếp tục giảm ngày hôm nay giảm 0.75% hợp đồng vàng ở mức là 1833 đô cho một ounce vàng về Bitcoin nói riêng đó thì tùy theo các bạn nhìn vào so sánh với thời điểm nào của ngày hôm qua Giống như là nếu như các bạn nhìn vào ở trên CNBC đó thì họ nói là đã tăng 173% Bây giờ Bitcoin mức là 27.572 Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn vào cái thời điểm so sánh trên CoinGecko đó Thì các bạn thấy được là CoinGecko đây để là Bitcoin giảm 1.5% Tùy theo là các bạn so sánh với giá nào của ngày hôm qua Tại vì trong vòng 24 giờ qua đó giá cả giai động cũng khá là nhiều Nhưng mà so sánh với lại cái lúc làm video ngày hôm qua chia sẻ với các bạn đó thì cái mức giá bây giờ của Bitcoin vẫn tăng một chút các bạn hôm qua các bạn đã nhớ là lúc làm video là khoảng 27.100 đô bây giờ là 27.575 nhưng mà mọi người nào mà theo dõi sát giá đó chúng ta cũng đã biết là cách đây khoảng chừng 8 giờ đồng hồ đã giá đã lên tới mức là khoảng 20 8.600 đô Sau đó chúng ta thấy được đã giảm xuống 1.000 đô ở mức là 27.575 Nhưng mà cái mức này vẫn cao hơn so với cái mức làm video ngày hôm qua Nếu chúng ta nói tới Ethereum đó thì à, dựa theo con kết đó thì Ether đã giảm 3.4% các bạn à, Bây giờ Ethereum mức là 1.667 đô Thì có nghĩa là chúng ta thấy là Ether cũng tăng cùng với lại Bitcoin ngày hôm qua Chỉ có là các bạn thấy được là hôm nay đó thì giá của Ethereum đã giảm xuống còn dưới cái mức mà chúng ta đã thấy ngày hôm qua Nhưng mà cũng không phải dưới nhiều lắm các bạn Chúng ta đều là trong vòng khoảng chừng là vài tuần qua đã giá Ether là khoảng 1675 Hôm nay ở mức là 1667 thì cũng cỡ đó không có thay đổi nhiều Nhưng mà các bạn thấy là so với mức giá ngày hôm qua thì đã lên tới 1754 và chúng ta sẽ nói về Ethereum một lát nữa Tại vì hôm nay là một ngày mà rất là sôi động Các bạn có thể nói là trong lịch sử của những quỹ đầu tư ETF đó, chưa hề có một ngày mà chúng ta có nhiều quỹ ETF liên quan tới một tài sản được ra mắt như vậy. Và tổng số vốn hóa đó thì các bạn thấy là giảm 1.6% à, ngày hôm nay vốn hóa của crypto thì vẫn hơn 1,1 nghìn tỷ và tổng quan thị trường nơi các bạn thấy được là phần lớn là màu đỏ xuống khoảng chừng là 2 tới 4%. Đó là cái chúng ta nhìn thấy phần lớn trên thị trường. Nói tới những tin tức vĩ mô ngày hôm nay đó thì trước hết chúng ta hãy nói tới một trong những nhà đầu tư cũng rất nổi tiếng nhưng mà cũng có nhiều drama đó chính là Bill Ackman. Thì Bill Ackman chính là người đứng đầu của công ty đầu tư Potion Square và bản thân của Bill Ackman cũng là một tỷ phú. À, theo thuận nhớ đó là tài sản của ông là khoảng hơn 3 tỷ. Thì Bill Ackman đã phát biểu ngày hôm nay trên cbc là ông tin rằng nền kinh tế đang bắt đầu chậm lại và điều này chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều rồi nền kinh tế ở hoa kỳ đó nếu chúng ta nói là đi vào suy thoái đó thì vẫn chưa tại vì một trong những điều rất là khác trong đợt này so với những cái đợt suy thái trước đây đó đó chính là phần trăm thất nghiệp vẫn chưa có cao các bạn nhưng mà rất rõ ràng là nền kinh tế đã chậm lại rồi và vì lý do là Fed tăng lãi suất ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2001 cho tới bây giờ các bạn có thể là theo dõi thuận hàng ngày các bạn thấy được là wow lãi suất của Fed tăng lên 5.25 thì có gì đâu đáng nói trong khi lãi suất của những quốc gia khác tăng lên rất là nhiều nhưng mà điều các bạn nên hiểu đó đúng là trong lịch sử trước đây Fed đã từng có những lúc lãi suất tăng lên rất là cao các bạn tăng hơn 10% luôn nhưng mà trên căn bản đó người dân Hoa Kỳ công ty Hoa Kỳ đã làm quen với lãi suất thấp trong một thời gian dài rồi các bạn có thể nghĩ như thế này nếu như mà các bạn sinh ra năm 2001 có nghĩa là bây giờ bạn đã là 22 tuổi trong cuộc đời của bạn từ khi sinh ra tới bây giờ đó bạn chưa bao giờ nhìn thấy lãi suất cao như thế này thì các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng nên kinh tế nó sẽ rất là nặng chứ không phải đơn giản đâu tại vì mọi người thật sự làm quen với lãi suất thấp cho một thời gian dài vì lý do đó Bill Ackman tin là Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất rồi có nghĩa là Fed sẽ không tăng thêm lãi suất nữa và khả năng suy thoái đó thì vẫn có hiện tại đó là một trong những người hôm nay phát biểu liên quan đến suy thái tài chính nhưng mà không phải là người duy nhất đâu các bạn mặc dù đó chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái tấm hình đã tổng hợp bởi crypto news Tôi cảm thấy cũng rất thú vị cho nên chia sẻ với các bạn thì tấm hình này nói là được gì các bạn đây đó là một tấm hình tính phần trăm lợi nhuận của bitcoin mỗi một tháng trung bình từ năm 2011 cho đến cái tháng 9 mới đây có nghĩa là nếu chúng ta nhìn vào cái cột đầu tiên đi đây là cái cột của january nghĩa là của tháng 1 thì 9 phần trăm này có nghĩa là chúng ta tính mỗi tháng 1 từ năm 2011 cho đến năm 2023 thì trung bình có năm tăng có năm giảm nhưng mà trung bình thì tháng 1 là một tháng mà có sự tăng trưởng là 97% và cứ thế chúng ta thấy được là tháng 10 là trung bình có sự tăng trưởng là 25% đương nhiên không phải tháng 10 năm nào cũng có sự tăng trưởng nhưng mà phần lớn là như vậy và trung bình là 25% và chúng ta có nhìn thấy được là không những là tháng 10 mà tháng 11 và tháng 12 đó đều là những tháng mà có cái sự tăng trưởng không hề Nhỏ. cho nên khi mà bước vào quý 4 đó thì có nhiều người có sự hào hứng các bạn chúng ta có những cái nickname giống như là October hay là chúng ta có November <laughs> nhưng mà chúng ta không biết năm nay có December hay là không nhưng mà ít ra đó các bạn thấy được là lịch sử đó thì cũng cho chúng ta một chút xíu lạc quan so với những tháng như là tháng 8 hay tháng 9 thành những tháng mà chúng ta có màu đỏ xuất hiện nhưng mà cho dù lịch sử cho tháng như vậy đó các bạn thấy được May Mike McClone là một trong những analyst một trong những người mà phân tích giá nổi tiếng của Bloomberg để là một trong những người mà cực kỳ bullish bạn trong rất nhiều trường hợp nhất là những lúc mà thị trường ảm đạm đó thì mai mclon cũng vẫn là một người mà phân tích và chia sẻ đó cái đầu tư dài hạn của Bitcoin có giá trị như thế nào Nhưng mà ngay cả ngay thì đến bây giờ đó Mike McClone cũng giống như là Bill Ackman đang lo lắng về suy thoái tài chính Và Mike McClone nói là chúng ta hãy nhìn vào quý 3 mới đây Trong quý 3 đó không chỉ riêng là crypto đã có cái sự giảm giá mà chúng nhìn thấy được là những cái cổ phiếu liên quan đến công nghệ hay là những cổ phiếu mà có cái độ nguy hiểm cao đó đều đã giảm giá trong quý 3 và nếu như chúng ta nhìn những gì có thể xảy ra tới đây đó thì có rất là nhiều những cái sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá một cách là tiêu cực giống như chúng ta nói tới việc là những ngân hàng trung ương không chỉ liên lạc hoa kỳ mà ngân hàng trung ương khắp nơi đó vẫn tiếp tục là siết chặt tiền tệ mặc dù chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những dấu hiệu rõ ràng về việc là nền kinh tế đã thật sự chậm lại ở Hoa Kỳ và ở châu Âu và chúng ta cũng đã nhận được nhiều thông tin liên quan đến là Trung Quốc bây giờ đã đang đối đầu với lại một cái khủng hoảng bất động sản và trung quốc bây giờ đang gặp trường hợp cực kỳ khó khăn đó chính là giảm phát các bạn giảm phát còn tệ hơn cả lạm phát nữa tại vì giảm phát có nghĩa là người dân không chịu chi tiêu giá cả mặt hàng nó không không tăng mà còn phải giảm xuống và nền kinh tế không tăng trưởng được thì tất cả những cái này đều cho mike clone một cái nhìn bất ổn về giá cả không chỉ riêng là bình mà tất cả những cái cổ phiếu có cái độ nguy hiểm cao và Mike McClone đã chia sẻ một số ví dụ giống như là nói tới việc là năm 1987 khi mà phần trăm của công trái phiếu Hoa Kỳ đã đạt đỉnh trước khi mà có cái sự giảm mạnh của năm đó cũng giống như chúng ta nhìn vào năm 2008 hồi tháng 7 lúc đó, đó thì giá dầu cũng tăng mạnh hồi tháng 7 của năm 2008 trước khi mà chúng ta có một cái suy thoái tài chính và thường đó là chúng ta sẽ thấy những cái tài sản đột ngột có sự tăng trưởng trước khi mà đi vào suy thoái tài chính và trước khi mà phép bắt đầu giảm lãi suất cho nên Mike McClone thì cảm thấy được là Bitcoin cũng có thể là đi theo xu hướng đó có nghĩa là Mike McClone vẫn có cái nhìn tương tự như là năm 2019 chúng ta đã nói tới rất là nhiều. Năm 2019 thì giá cả sẽ có cái sự tăng trưởng từ độ năm cho đến khoảng chừng là giữa năm. Rồi sau đó chúng ta đã thấy được là từ giữa năm đến cuối năm đó thì một là đi ngang, hai là giảm xuống một chút. Thì May McClone hầu như cũng có cái suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ không có một cái sự tăng trưởng từ đầu đến cuối năm như là nhiều người mong đợi đâu. Thì đây là cái sự chia sẻ đến từ May McClone các bạn, thường cũng muốn chia sẻ nhiều góc nhìn khác nhau để các bạn có thể nắm bắt được những suy nghĩ của những người mà họ thường xuyên phân tích thị trường này theo cái góc nhìn của kinh tế vĩ mô à, để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình tối thuận thì các bạn cũng đã biết là thuần đang làm gì rồi thôi đã chia sẻ hàng tuần với các bạn nếu như mà giá lên thì mọi người cùng vui nếu như mà giá xuống thì chúng ta có cơ hội để thu mua ở những mức giá thấp hơn và trước khi mà chúng ta tiếp tục thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ trong video của ngày hôm nay đó chính là Nova X Finance và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Novax Finance là một ứng dụng cho phép bạn tập thể dục hàng ngày đồng thời tích hợp blockchain và NFT giúp bạn theo dõi sức khỏe tổng thể của mình. Đây là nền tảng Move to Earn với nhiều tính năng quen thuộc và thú vị. Nói tới Dynamo Chain, đây là một nhóm gồm các chuyên gia đa dạng về blockchain, thể dục và tương tác cộng đồng dẫn đầu Novax. Mục tiêu của họ là cách mạng hóa ngành thể dục với nền tảng Novax cải tiến, cho phép người dùng khai thác token blockchain thông qua các hoạt động thể dục họ đặt mục tiêu định hình tương lai của thể hình và tài chính phi tập trung xây dựng một cộng đồng thể hình sôi động và thay đổi trải nghiệm thể hình cho tất cả mọi người ứng dụng fitness của Novex cung cấp khả năng theo dõi thể chất toàn diện cho các hoạt động như là chạy đạp xe bơi lội và yoga bao gồm theo dõi khoảng cách tốc độ và lượng calo nó đưa ra các thử thách được cá nhân hóa giới thiệu mining phần fitness để kiếm token blockchain thông qua các nỗ lực thể chất và sử dụng công nghệ đám mây để mà truy cập dữ liệu liền mạch trên các thiết bị, nâng cao trải nghiệm người dùng. Bắt tay vào sự thịnh vượng của các tính năng DeFi của NovaX được hỗ trợ bởi các công nghệ blockchain tiên tiến nhất và các phương pháp tiếp cận kỹ thuật tinh vi. NovaX giới thiệu một loạt chức năng DeFi đa dạng, Tâm điểm là bộ sưu tập Nova Strike NFT Bạn có thể bán, giao dịch quản lý NFT và hệ thống cho thuê tương tự như là Stake NFT IDO của NovaX đã kết thúc và được niêm yết trên sàn MEXC và đã có một cái sự tăng trưởng nhiều so với giá của IDO trong sự kiện token 2049 được tổ chức tại Singapore mới đây thì Novax đã tham gia và thu hút được rất nhiều sự chú ý bao gồm cả các nhà đầu tư và những người đam mê công nghệ blockchain dự án đã để lại ấn tượng mạnh mẽ tại sự kiện quan trọng này đội ngũ dự án đều là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất. Đây là những thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay NovaX Finance. Các bạn có thể tìm hiểu kết nối ví sớm để nhận NFT miễn phí, như thường lệ những thông tin liên quan thường sẽ để ở phần mô tả bên dưới video này cho những bạn nào mà quan tâm. Và bây giờ chúng ta hãy trở lại với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay. Và các bạn có biết là Bitcoin đó đã dành rất nhiều thời gian ở mức giá từ 16.000 đô cho đến 32.000 đô hơn bất kỳ khoản giá nào trong lịch sử. Tổng cộng đó, tính tới ngày hôm nay là 587 ngày các bạn. Nếu các bạn nhìn vào cái biểu này được chia sẻ bởi BitcoinChoice.com, đây là một trong biểu đồ rất là thú vị. Chúng mình nhìn bên tay trái đó đây là cái mức giá của Bitcoin và chính giữa đó là các bạn được giống như chúng ta hãy nhìn vào cái thời điểm là 512 đô tới 1024 thì cái đường màu tím chính giữa này đại diện cho bao nhiêu ngày giá cả đi trong phạm vi đó thì trong đợt này đó chúng ta nhìn thấy câu trả lời là 476 ngày thì nếu chúng ta nhìn vào cái mức là 16.384 cho đến 32.768 thì trong cái khoảng này thì giá Bitcoin đó đã trong cái thời gian là 587 ngày rồi Tại vì cái này chia sẻ ngày hôm qua Thông cộng thêm một ngày nữa là ngày hôm nay Thì đây là cái thời gian mà Bitcoin trong một phạm vi lâu nhất Trong lịch sử giá cả của Bitcoin các bạn Và càng lâu có nghĩa là đó là một cái base Một cái nền tảng càng vững chắc các bạn Có nghĩa là giá Bitcoin đó ở mức 16.000 tới 32.000 Là cái mức mà nhiều người ủng hộ nhất hiện tại Càng ở mức giá nào càng lâu Thì các bạn sẽ được là thị trường nó sẽ càng xem đó là một cái nền tảng vững chắc để có thể là tiếp tục tiến tới giống như là lúc mà giá đi xuống nhanh hay giá đi lên nhanh thì các bạn được thị trường không có thời gian để mà nghĩ đến là mức giá này có hợp lý hay là không cho nên chúng ta thấy được là những lúc như này đó chúng ta sẽ không có thể biết được là thị trường ủng hộ cái mức giá nào nhưng mà khi mà chúng ta thấy là thị trường bình tâm trở lại sau khi giá có sự tăng trưởng mạnh hay là xuống mạnh thì chúng ta mới thật sự biết được là phần lớn trong thị trường ủng hộ cái mức giá nào giống như thương cho các bạn một ví dụ đơn giản đi khi mà giá cả giáo sư hôm nay là 27.000 đô đi mà đột ngột giá tăng lên tới 47.000 đô trong thời gian chỉ có vài ngày thôi mà trong lòng của Thuận đã có một cái mức giá mà Thuận muốn chốt lời Mức đó là bao nhiêu ra Thuận sẽ không có chia sẻ Nhưng mà Thuận nghĩ là đến mức đó Thuận sẽ bắt đầu chút lời Nhưng mà vì giá tăng vọt lên vì một lý do nào đó Có thể là Bitcoin Spot ETF được thông qua Thì làm cho Thuận quá bất ngờ Giá đã tăng cao quá nhanh Nhưng mà Thuận không có cơ hội để mà bán cái mức đó Cho nên các bạn sẽ không có biết được ta thuần thật sự nghĩ là cái mức giá nào ở thời điểm nào nên cảm thấy hợp lý và cả thị trường sẽ như vậy các bạn. Cho nên mỗi lần mà giá có sự giao động mạnh thì chúng ta phải chờ một thời gian để thị trường bình tâm trở lại chúng ta mới thật sự biết là cái mức giá nào mới là cái mức giá mà phần lớn thị trường nghĩ là hợp lý ở ngay thời điểm đó. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới thông tin lớn ngày hôm nay đó chính là liên quan tới các quỹ Ethereum Futures ETF thì cũng như là chúng ta đã nói tới rất nhiều trong dòng bài ngày qua đó ngày hôm nay thì các bạn thấy được là phần lớn những cái quỹ đã bắt đầu tung ra cái ethereum futures etf của họ nghĩa là đây là một cái sản phẩm giao dịch trên sàn chứng khoán các bạn các bạn có thể là lên trên một ứng dụng chứng khoán của hoa kỳ và thu mua cổ phần của cái quỹ này đây là một cái quỹ futures etf như là đây là quỹ mà dựa theo hợp đồng tương lai đến từ sàn CME chứ không phải là SPOT các bạn nhưng mà như thường đã chia sẻ có hai cái yếu tố rất lớn à, khiến cho đây là một sự kiện lớn đối với Ether dài hạn không phải là ngay bây giờ tại vì chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều đây là giao dịch Futures mà thôi nó không có Ether thật sự cho nên cái việc ảnh hưởng trực tiếp đến giá trên sàn nó sẽ không có đâu các bạn giống như là các bạn đã thấy chúng ta giao dịch trên sàn CME bao nhiêu năm nay đó, thì đó chỉ là hợp đồng mà thôi nhưng mà hai điều mà chúng ta nói rất nhiều tại sao đây là sự kiện lớn thứ nhất là đây là cái bước đầu tiên để có thể có Ethereum spot ETF và có futures rồi tới spot các bạn giống như chúng ta đã thấy là có Bitcoin futures ETF Bây giờ ta mới tiến tới là có Bitcoin Spot ETF Và thứ nhì nữa là xem như SEC không có nói rõ Nhưng mà qua hành động này đó cũng công nhận Ethereum không phải là chứng khoán Chứ nếu không họ đâu có cho thông qua Ether Futures ETF đâu các bạn Đây là hai điều lớn Và ngày hôm nay đó các bạn thấy được là những cái quỹ đã tung ra rồi Ngoài chưa một quỹ Đó chính là cái quỹ liên quan tới Volatility Shares Họ nói là bây giờ họ sẽ trì hoãn việc ra mắt Ethereum Future ETF của họ và nếu ta nói tới volatility có nghĩa là bên dưới này các bạn đây là cái quỹ mà họ sẽ nói là họ sẽ tạm ngưng một thời gian họ không biết là khi nào nhưng mà sau này thì họ sẽ mới tung ra cái quỹ này lý do là tại vì họ nói là họ không thấy cơ hội ở thời điểm này tại vì có thể là cái lúc mà họ bắt đầu sẵn sàng để mà tung ra cái quỹ này đó thì những cái quỹ khác nó đã giống như chiếm thị phần rồi, họ cảm thấy là bây giờ có tung ra cũng không có hiệu quả cho nên họ chờ đợi có thể chờ đợi lúc mà có bô rên lúc mà mọi người cực kỳ hân phấn thì họ mới tung ra, cũng có thể họ không nói rõ là khi nào, họ chỉ nói là họ sẽ tung ra một thời gian nào đó nhưng mà những quỹ còn lại đó khi bắt đầu giao dịch thì ra sao các bạn, thì dựa theo những thống kê đến từ Bloomberg đó, thì đúng là tất cả quỹ này đã giao dịch so với lại những cái quỹ ETF thông thường đó thì những cái quỹ ETF future ETF này giao dịch cái khối lượng giao dịch cao hơn so với những cái quỹ ETF thông thường thì mà họ bắt đầu là phát hành thì cái đó là điều tốt các bạn nhưng mà so sánh với lại Beetle nghĩa là cây quỹ Bitcoin Futures ETF đầu tiên được tung ra đó thì các bạn thấy được là trong vòng 15 phút thôi đã có 200 triệu cổ phần giao dịch trong khi mà chúng ta thấy là những cái quỹ ETF này của Ethereum Futures được tung ra đây thì trong vòng một tiếng đồng hồ thì chỉ có 2 triệu đô la cổ phần giao dịch mà thôi khoảng cách rất là xa các bạn Cách nhau thấy 100 lần lận Trong khi mà 15 phút thôi Đã có 200 triệu giao dịch Trong khi mà những cái quỹ Ethereum Future ETF Thì có 2 triệu giao dịch mà thôi So với những cái quỹ ETF bình thường Nó mình đã chia sẻ thì nó tốt Nhưng mà không thể so sánh được Với lại Bitcoin các bạn Rất rõ ràng là cái hứng thú Liên quan tới giao dịch Bitcoin Cao hơn rất nhiều đó Với Ethereum Cũng có người muốn giao dịch từ Ethereum các bạn Nhưng mà chỉ là không bằng mà thôi Và không giống như là Cái quỹ Bitcoin Future ETF Khi mà họ cho phép B phát hành trước rồi những cái quỹ còn lại đã phát hành sau khiến cho tổ chiếm hầu như là 80% cổ phần ở trên thị trường khi mà nói tới Bitcoin Future ETF đợt này đó thì các bạn thấy là SEC đã cho thông qua một loạt luôn thì ai chiếm thị phần tùy theo thị trường và chúng ta nhìn thấy được là tính đến ngày hôm nay đó thì hai công ty Vanex và công ty ProShare là hai công ty mà họ đang đối đầu với nhau xem coi ai sẽ là người chiếm đỉnh thị trường Ethereum Future ETF này và nếu như các bạn là một fan của Ethereum thì các bạn sẽ ủng hộ Vanex vì sao các bạn tại vì công ty Vanex đã cam kết là quyên góp 10% lợi nhuận từ giao dịch từ Ethereum Future ETF cho tổ chức Ethereum Developers Protocol Guild với mục đích hỗ trợ việc phát triển Ethereum cho nên nếu như các bạn là một fan của team thì các bạn sẽ ủng hộ Venex chiếm phần lớn thị trường này để họ có cái doanh thu tốt thì họ mới chích ra 10% con số nó cao hơn. Đây là những cái thông tin tổng quát về tình hình của team ngày hôm nay. đáng tiếc các bạn thì được là giá của Ether đã tăng hôm qua nhưng mà hôm nay sau khi mà phát hành những cái quỹ ETF này thì giá lại trả trở về cái mức cũ như là khoảng 1.650 đô các bạn. Bây giờ là 1.667 đô. thì chúng ta có thể hình dung đây giống như là một cái đợt buy the rumor, sell the news. Có nghĩa là mua khi có tin đồn và bán khi mà phát hành tin thật các bạn. À, nhưng mà chúng ta thấy được là y tờ ít ra cũng trả về cái mức trước khi mà chúng ta nhận được thông tin rằng những cái quỹ này à, sẽ bắt đầu giao dịch vào thứ hai và thật sự họ đã dịch vào ngày thứ hai này rồi các bạn. Nhưng mà chúng ta cũng có một số những thông tin khác cũng rất thú vị liên quan tới ETF và chúng ta sẽ thấy được là bây giờ đó, Grayscale không những là họ đang dàn kho với SEC để có thể cho thông qua Bitcoin Spot ETF bằng cách là chuyển đổi cái Grayscale Bitcoin Trust thành uh, Rayscale Bitcoin Spot ETF Bây giờ họ cũng muốn làm điều tương tự đối với Ethereum Thì chúng ta được là cái quỹ Ethereum Trust của Rayscale đó Hiện bây giờ có khoảng 5 tỷ đô la để được quản lý bởi họ à, Họ đã cùng với lại NYSE Arca nạp đơn Để có thể xin phê duyệt chuyển đổi quỹ này thành quỹ Ether Spot Tôi nghĩ là chúng ta có thể là phải chờ có thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF trước thì chúng ta mới nói tới Ethereum Spot ETF Cho nên bây giờ đó, nếu nói tới Ether Spot thì còn hơi sớm Chúng ta bây giờ hãy chờ đợi xem coi là SEC sẽ xử lý như thế nào Đối với những cái đơn liên quan tới Bitcoin Spot ETF Thì nói tới những cái quỹ đó, đó thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta hôm nay đã có hai người dẫn đầu của hai công ty các bạn Thứ nhất đó chính là Bitwise CIO Có nghĩa là đây là cái người đứng đầu bộ phận đầu tư của công ty Bitwise Một chuyến công ty mà đang chờ đợi SEC duyệt cái quỹ Bitcoin Spot ETF của họ. Thì uh, các bạn thấy được là người này đó cũng rất là tự tin Matt Hogan của Bitwise nói là bây giờ công ty của ông đó thì uh, đang có lòng tin là SEC sẽ cho thông qua spot Bitcoin ETF trong năm nay các bạn. Không phải là năm sau như nhiều người nói mà sẽ là trong năm nay Chúng ta thấy được là một người khác nữa cũng phần mới ngày hôm nay đó chính là CEO của công ty Vanex. VanEck cũng là công ty chúng ta vừa mới nói tới là cam kết 10% lợi nhuận của Ethereum Future ETF cho những người phát triển Ethereum thì CEO Chan Van Eck thì đã nói là ông ta nghĩ là khoảng chừng đầu năm 2024 đó thì cái quỹ Bitcoin Spot ETF sẽ được thông qua bởi SEC. Cả hai người đứng đầu của hai công ty này đã đều rất là lạc quan về khả năng sẽ có một Bitcoin Spot ETF trong năm nay hay là đầu năm sau. Thì chúng ta cũng có một lý do tin là tại sao họ lại lạc quan như vậy. Tại vì dựa theo Bloomberg các bạn Eric Bower từ Bloomberg đã, đã nói là mặc dù SEC đã trì hoãn các đơn xin phê duyệt Bitcoin Spot ETF vào tuần trước, chúng ta đã biết là họ sợ là có đóng cửa chính phủ, cho nên họ đã ra quyết định là sẽ trì hoãn trước thời hạn luôn. À, nhưng mà một điều khác so với những lần trước đây đó, lần này họ cũng đã gửi cho các công ty những phản hồi về các vấn đề liên quan đến hạ tầng và pháp lý cần phải được giải quyết. Điều này thì khác với lần trước đây. Thông thường trước đây đó, những cái đợt mà nạp để có được uh, cái quỹ Bitcoin spot ETF thì họ chỉ trì hoãn rồi trì hoãn rồi trì hoãn cho tới 240 ngày Họ không phản hồi, rồi sau đó là từ chối Đây cũng là một dấu hiệu lạc quan so với những lần trước các bạn thì hy vọng là những CEO này đó họ không có nói sai họ thực sự là nghĩ khả năng được thông qua rất là cao và ngay cả Bloomberg các bạn thấy được là đã đưa ra khả năng Bitcoin Spot ETF được thông qua là 75% và nói tới SEC đó thì chúng ta thấy được là ngày hôm nay cũng có cái lời phát biểu đến từ Rossen Banham, là người đứng đầu của một đơn vị khác, đó chính là CFTC, đây là cái đơn vị quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ. À, các bạn thấy được là chúng ta có SEC và CFTC, họ thay phiên nhau để quản lý hiện trường tài chính, tùy theo cái đó là hàng hóa hay là chứng khoán. Thì ngay cả chúng ta thấy được là chủ tịch của CFTC đó cũng không đồng ý với cách làm của SEC hiện tại. Ngay cả Rossen Banham nói là đơn vị CFTC của ông đó thì cũng điều tra và cũng phạt hay là kiện những công ty crypto à, và thật ra đó những ai mà nói CFTC sẽ mềm yếu hơn đối với crypto cũng không đúng đâu chỉ là họ rõ ràng hơn và họ lo trước hơn trong cái việc kiện tùng nhưng mà ngay cả Gordon nằm nói là trên căn bản đó tổng cộng từ năm 2015 cho tới bây giờ thì đã có tổng cộng là 131 vụ điều tra từ CFTC liên quan đến công ty crypto và trong đó đó 34% hay là 45 vụ đó là chỉ trong vòng một năm nay mà thôi và họ đã phạt tổng cộng là 6 tỷ đô la các bạn nhưng mà Bay nằm nói đó là đơn vị của ông thì chỉ trên căn bản quản lý hàng hóa và những gì liên quan tới hàng hóa và hợp đồng tương lai mà thôi giống như là bạn là một sàn hoạt động ở hoa kỳ cung cấp futures mà không đăng ký đó thì sẽ phải đăng ký và sẽ phải bị phạt chứ không giống như, như Gary Gensler nói là ngoại trừ Bitcoin ra tất cả có thể chứng khoán nhưng mà lại không đưa ra bất cứ à, một cái dẫn chứng nào cụ thể khi mà hỏi đồng này phải chứng khoán hay không nữa thì ông lại không biết cho nên Khác với lại Gary Gensler một chỗ nữa là Rosenblatt nằm nghĩ là chúng ta cần phải có luật mới chứ không thể cứ áp dụng luật cũ vào một cái thị trường mới như vậy được. Gary Gensler thì nói là không cần luật mới chúng ta có áp dụng luật cũ được và Rosenblatt đã không đồng ý với quan điểm đó trong lời phát biểu ngày hôm nay ở cái hội nghị Futures Industry Association Expo có nghĩa là cái đại hội liên quan tới hợp đồng tương lai ở Hoa Kỳ một điều nữa đó thì Russell đang tin là khoảng chừng 70% của crypto đó là hàng hóa chứ không phải là chứng khoán. Điều này ngược lại so với lại Chủ tịch Gary Gensler nói phần lớn là chứng khoán chứ không phải là hàng hóa. Thì các bạn thường là Bannum nói là không, 70% là hàng hóa. Và Russell Manum thì cũng đang kêu gọi quốc hội giao quyền quản lý crypto cho CFTC Nói chung là hai đơn vị này đều muốn chạy được quản lý hết các bạn Như là Thùng đã chia sẻ nhiều lần Chúng ta không phải nói là CFTC sẽ mềm yếu hơn đối với crypto sẽ dễ dãi hơn Họ sẽ có luật riêng của họ nhưng mà ít ra là chúng ta thấy được là CFTC xưa giờ thì cũng đi kiện những con crypto nhưng mà họ sẽ lựa chọn uh, một cách khác chứ không phải là kiện tùm lum giống như là SEC và họ có nhiều cái logic hơn À, so với SEC đó thì hoàn toàn không có lo cho các bạn và nói tới SEC đó chúng ta cũng đã biết là ở SEC có tổng cộng là năm ủy viên tính luôn cả chủ tịch gao chancellor thì chủ tịch gao chancellor lúc nào cũng nói là không năm người bỏ phiếu tất cả bình đẳng phiếu nào nhiều nhất thì sẽ đi vào xu hướng đó nhưng mà cái đó đó ông lại không nói rõ là quyền lực của ông ở SEC như thế nào trên căn bản hiện bây giờ là chủ tịch gao chancellor đó nắm toàn quyền ở SEC về một góc cạnh đó chính là chủ tịch là người mà có thể đưa ra quyết định là cái gì được bỏ phiếu các bạn Hy vọng các bạn hiểu Thùng muốn nói đây Đúng là khi bỏ phiếu đó thì bên nào phiếu nhiều thì coi như là bên đó thắng Nhưng mà chủ tịch lại là, là người có thể quyết định được cái gì được bỏ phiếu Tại vì chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện Patrick Henry đó Đã kêu gọi SEC bây giờ hãy mở ra một cuộc bỏ phiếu về việc có cung cấp những cái tài liệu liên quan tới Samuel Free và Gary Chancellor cho quốc hội hay là không thì khi mà mở ra bỏ phiếu đó thì bên nào nhiều bên đó thắng nhưng mà chủ tịch Gail Gasser đã không đồng ý để mà mở cuộc bỏ phiếu này tại vì trên căn bản đó dựa như gì chúng ta biết thì chủ tịch Gail hoàn toàn không có muốn giao ra bất cứ chứng từ gì liên quan đến cái mối quan hệ của ông với lại Simon Free và chúng ta sẽ nói thêm về Simon Free các bạn tại vì tình hình ngày càng càng căng tại vì chúng ta đã thấy là cái ngày mà ra tòa của Simon Free đó đã càng càng gần rồi và phiên tòa sẽ bắt đầu vào tuần này họ sẽ chưa chính thức ra tòa ra các bạn họ sẽ bắt đầu là chọn lựa bồi thẩm đoàn nhưng mà thủ tục ra tòa sẽ bắt đầu tuần này và chúng ta sẽ nghe nhiều thông tin hơn và sẽ có nhiều cái chúng ta chưa nghe nói trước đây tại vì họ giữ im lặng khi mà họ điều tra tại vì liên quan tới bộ tư pháp nhưng mà tôi nghĩ là trong thời gian vài tuần tới đây đã sẽ có rất là nhiều những cái tin tức liên quan đến Simon Free mà chúng ta không thể ngờ đến và mối quan hệ của Simon Free với lại chủ tịch Joe Gansler là như thế nào tại vì chúng ta đã biết chủ tịch giao Chancellor đã từng gặp riêng Sam Free ít nhất là hai lần và chủ tịch giao Chancellor cũng là người làm việc cho ba của Sam Free trước đây ở trường đại học các bạn cho nên họ có mối quan hệ trước đó rồi nhưng mà bây giờ tất cả chứng từ đó thì giao Chancellor đều không muốn giao cho hạ viện và cho nên nói lý do chúng ta cũng đã hiểu rồi những cái gì mà Gary Chancellor nghĩ là ông sẽ thua đó thì ông sẽ bác bỏ và không cho đưa ra để bỏ phiếu và đương nhiên chúng ta cũng đã biết là trong thị crypto này đó có rất là nhiều người kêu gọi là sa thải Gail Gensler như là anh này các bạn. Thùng rất là mến tinh thần kêu gọi mọi người sa thải Gail Gensler của anh này nhưng mà hình như là ở ngoài trời đang rất lạnh các bạn. <laughs> Chúng tôi bây giờ hãy chuyển qua để nói tới Salmon Free các bạn Thì có thể như bài nào mà lướt Twitter ra đã thấy rất là nhiều những cái video liên quan tới một người có tên là Michael Lewis Và có rất nhiều những cái sự phản ứng cả hai chiều các bạn Và chủ yếu là rất nhiều drama liên quan đến những gì mà Michael Lewis đã nói trong cuộc phỏng vấn Trong cái chương trình 60 Minutes của đài CBS Thì để hiểu hơn đó các bạn thấy được là đài CBS có một chương trình rất nổi tiếng là 60 Minutes họ thường là phỏng vấn những người mà rất có mặt mũi và một trong những người mà họ đã phỏng vấn đó chính là michael lewis đây là người tác giả của quyển sách big short các bạn như bạn cũng đã biết uh, cái uh, phim big short rồi hiện đó, thì ông đang viết một cuốn sách có tên là gone infinite và đây là cái cuốn sách tập trung vào simon and free và FTX Nhưng mà cách mà ông mô tả đó FTX có cái phần <laughs> nó rất là kỳ hoặc Thì đã có hai cái clip được chia sẻ rất nhiều Và để thùng chia sẻ cái clip này với các bạn Clip đầu tiên đó là liên quan tới ông nghĩ sao về FTX Thì ông nói đó là FTX không phải là một cái hoạch Ponzi Họ đang vận hành một doanh nghiệp thực sự tốt Nếu như mà không có ai đặt nghi vấn về doanh nghiệp Và không có người ai đặt đến rút tiền

The problem is it's, there's no real business there the dollar coming in is being used to pay the dollar going out and in this case they actually had a, a great real business If no one had ever cast aspersions on the business if there hadn't been a run on customer deposits they'd still be sitting there making tons of money <laughs> bạn nghe rồi đó. À, chỉ đáng tiếc là người phỏng vấn các bạn không hỏi ngược lại <laughs> Ông nói là đây là một cái công ty làm đàng hoàng. vì tại sao mà người ta nên rút tiền để dẫn đến công ty bị sụp đổ nếu như đây không phải là một cái kế hoạch lừa đảo hay gì hết các bạn à, thường cảm thấy là cái người phỏng vấn cứ để cho Michael Lewis muốn nói gì thì nói trong cái cuộc phỏng vấn này các bạn đã thấy là lỗi đó là không phải đến từ Simon Free hay là FTX gì hết ta lỗi là tại vì chúng ta đến rút tiền này các bạn đó là người có lỗi chứ không phải là Simon Free và cái clip thứ nhì đó càng gây nhiều cái sự tranh cãi hơn nữa à, Michael Lewis cũng tuyên bố là Simon Free dường như đã cân nhắc việc chi ra 5 tỷ đô la để khuyến khích Donald Trump từ bỏ kế hoạch ứng cử tổng thống vào năm 2024, như là năm sau đó các bạn. Nhưng mà FTX đã sụp đổ trước khi mà có thể thực hiện kế hoạch đó. Không rõ là Donald Trump hay ai đã đưa ra con số 5 tỷ, nhưng mà Simon Free lúc đó đang tư vấn với các luật sư về tính hợp pháp của giao dịch này. À, và các bạn sẽ nghe cái đoạn này, các bạn đoạn mà nhiều người uh, tranh cãi nhất hiện tại. One of the most shocking passages in this book, I thought, came with this revelation that Sam had looked into paying Donald Trump not to run. That only shocks you if you don't know Sam. <laughs> Sam's thinking we could pay Donald Trump not to run. For president, like how much would it take? Did he get an answer? So he did get an answer. He was floated. There was a number that was kicking around, and the number was kicking around when I was talking to Sam about this was five billion dollars. Sam was not sure that number came directly from Trump. Wait, wait. So, so Sam's looking into paying Trump not to run, and he actually get didn't that come from Trump himself? But he actually got a price. He got one answer. Yes. The question Sam had was not just is five billion dollars enough to pay Trump. not to run. But was it legal? Well, why didn't this happen? Why didn't you follow through? Well, they were still having these conversations when FTX blew up. So why didn't happen? He didn't have $5 billion anymore. Bây giờ các bạn đã hiểu tại sao mà hai clip này được chia sẻ khắp nơi ở trên mạng xã hội gây nhiều sự tranh cãi hiện tại Thì Stephen Chung, người mà phát ngôn viên của Donald Trump hiện tại ra thì nhanh chóng bác bỏ tuyên bố Và gọi Simon Free là một kẻ gian lận và không uy tín Cho nên những gì mà được chia sẻ bởi Michael Lewis về Simon Free đó thì không đúng sự thật Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới Các bạn có nghĩ là 5 tỷ 5 tỷ đô la đủ để cho Donald Trump không đứng ra ứng cử Nếu như mà thật sự là Simon Free chi ra 5 tỷ đó Mà 5 tỷ đến từ đâu các bạn? Đến từ tiền của khách hàng Chứ tôi không nghĩ là Simon Free có sẵn 5 tỷ đó nằm ở đâu hết và chúng ta cũng có một thông tin khác nữa liên quan tới FTX nhưng mà đây lại ảnh hưởng tới Binance các bạn thì đây không phải là một cái vụ kiện đến từ chính phủ Hoa Kỳ hay là đơn vị nào hết tới đây là tư nhân họ đã cùng nhau kiện tập thể sàn Binance.us và CZ và họ nói đó là họ là nạn nhân của FTX tại vì CZ các bạn lý do tại sao mà họ mất tiền ở FTX đó là tại vì thứ nhất CZ đã công khai chia sẻ cái thuyết này vào ngày 6 tháng 11 của năm ngoái khi mà CZ nói là sẽ bán cái số lượng token FTX còn lại và khoảng chừng là 2 tỷ 1 đô la thì đã khiến cho cái sự sụp đổ của FTX cho nên vì CZ các bạn vì CZ cho nên họ mới mất tiền cho bây giờ họ kiện CZ và họ cũng nói là còn một số những cái thuyết khác nữa Giống như là có một đợt CG uh, CZ cũng đã nói là có một ai đó trong ngành tôi cũng đã từng chia sẻ với các bạn trước đây đó CZ đã nói bóng gió là có ai đó trong ngành uh, Đã mượn tay của chính phủ Hoa Kỳ để mà tấn công những đối thủ nhưng mà lúc đó không nói rõ là ai Thì bây giờ nhiều người cũng hiểu là CZ đã ám chỉ Salmon Free thời điểm đó Và vì cái thuyết của CZ đã khiến cho token FTT giảm từ 23 đô xuống còn 3 đô la Khiến cho FTX phá sản các bạn có nghĩa là tất cả đều tại cc hết đó là những gì mà được chia sẻ bởi cái nhóm này chúng ta cũng đã từng nghe nói tới một số những vụ kiện tập thể như thế này thôi nghĩ là gần đây đã có một cái vụ liên quan đến wall street bet và cuối cùng là không có thể ra tòa các bạn tại vì quan tòa đã bác bỏ nó là vụ kiện này đó không có logic gì hết nên sẽ không có sự để mà làm tốn thời gian của tòa án không biết vụ này có bị hủy bỏ trước khi ra tòa hay không chúng ta có một số những thông tin khác thì muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà kết thúc ngày hôm nay thì chúng ta có thông tin đến từ Coinbase và đây là thông tin từ Singapore các bạn chi tiết hơn đó là sàn giao dịch Coinbase họ đã nhận được giấy phép uh, tổ chức thanh toán MIP từ cơ quan tiền tệ của Singapore là MAS và cho phép Coinbase uh, sẽ mở rộng dịch vụ của mình tại Singapore một cách hợp tác với nhiều tiện ích như là hỗ trợ PayNow và ID SingPass và miễn phí giao dịch Singapore Dollar và đồng USDC và với giấy phép mới này ở Singapore đó thì Coinbase bây giờ có thể mở rộng dịch vụ của mình với cá nhân và doanh nghiệp mà không còn bị hạn chế với cái số lần dịch mỗi tháng nữa. Theo đường hiểu là Coinbase đã có mặt ở Singapore rồi Nhưng mà họ bị hạn chế một số viên giao dịch Nhưng mà bây giờ đã có giấy phép này họ sẽ tiếp tục mở rộng và không bị hạn chế Và Singapore là một nơi mà Coinbase rất quan tâm Tại vì Coinbase nói là dựa theo khảo sát đó Thì uh, nếu như ta nói tới ở Singapore thì có khoảng chừng 25 người Khi mà điền đơn khảo sát của Coinbase Thì họ nói là họ nghĩ crypto là tương lai của tài chính và 32% của những người mà đã trả lời đó thì uh, một là họ đang lưu trữ crypto còn hai là trước đây họ đã từng lưu trữ và Singapore cũng là nơi mà chúng ta có hơn 700 công ty Web3 hiện tại đang hoạt động cho nên Coinbase rất xem trọng Singapore ở trong cái khu vực đó và chúng ta cũng có một thông tin khác nữa đến từ một quốc gia đó chính là brazil rồi chúng ta sẽ nói tới một quốc gia khác nữa đó chính là kenya các bạn thì ở brazil đây là một chuyên quốc gia mà chúng ta cũng đã biết là cũng rất có thiện cảm với lại crypto và đặc biệt hơn là brazil cũng đã công nhận bitcoin và crypto nói chung là tài sản được lưu trữ ở Brazil Không phải là tiền tệ để sử dụng nhưng mà là một tài sản được luật pháp bảo vệ Đây là điều đã xảy ra cách đây một năm rồi các bạn đã nhớ lúc đó là chính phủ của Brazil đã ký để thông qua luật này Thì bây giờ ba bang đầu tiên ở Brazil sẽ áp dụng một chương trình định danh người dân dựa trên công nghệ blockchain Thì ba bang đó đó chính là Rio de Janeiro Goas và Paraana Dự án này được hỗ trợ bởi một blockchain riêng tư Được phát triển bởi Serpro Dịch vụ xử lý dữ liệu của cha Brazil và mục tiêu của chính phủ đó là khoảng hơn 214 triệu người dân Brazil sẽ sử dụng công nghệ này vào ngày 6 tháng 10 năm 2023 và blockchain giúp bảo vệ thông tin cá nhân, ngăn chặn gian lận và nâng cao độ an toàn hơn so với căn cước công nhân. có nghĩa là thay vì sử dụng căn cước bây giờ sử dụng uh, scan căn cước các bạn sử dụng như QR code đó thì bây giờ sẽ sử dụng công nghệ blockchain có nghĩa là sẽ sử dụng khóa cá nhân thì nó sẽ an toàn hơn. đó là điều mà Brazil sẽ triển khai trong vòng 4 ngày nữa đối với ba ba và thông tin cuối cùng đó là liên quan, thực ra còn một thông tin nữa các bạn, liên quan đến Celsius không muốn chia sẻ cho những bạn nào mà quan tâm thì chúng ta nói tới ở Kenya đi thì ở Kenya đó các bạn đã biết là họ cũng đã nói cái công ty Workoy đó tạm ngưng cái việc là uh, scan con mắt của người ta ở Kenya tại vì nói là lấy dữ liệu gì đó không biết làm gì và có an toàn hay là không thì bây giờ đó, Kenya nói là sau khi mà ban lệnh đó đó thì những cái đơn vị hoạt động Workoy ở Kenya nó thì vẫn tiếp tục hoạt động, họ giống như là không có tuân thủ theo quy định này. Vì lý do đó đó, bây giờ Quốc hội ở Kenya đã đề nghị là hoàn toàn cấm Worldcoin coin ở Kenya luôn. Và cái thông tin cuối cùng thì muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Celsius thì hình như là Celsius đã đến hồi cuối rồi các bạn, có nghĩa là những bạn nào mà đang chờ đợi để nhận tiền đó thì cũng đã sắp sửa nhận được rồi. Dựa theo thông tin đó, thì Celsius còn khoảng chừng là 2 tỷ đô la thì họ sẽ chia 2 tỷ đó cho những nạn nhân còn lại à, Không biết là mọi người sẽ nhận được bao nhiêu tại vì thường cũng không phải là một người mà bị kẹt tiền ở Celsius cho nên cũng không có rõ Nhưng mà họ nói là ngoại trừ việc là trả lại 2 tỷ đô la này, họ cũng sẽ tạo ra một công ty mới Và công ty này đó họ cũng sẽ tặng cổ phần cho những người nạn nhân coi như một phần bồi thường cộng vào họ cũng đang kiện Alex Basinski nghĩa là CEO cũ của Celsius nếu như mà lấy được tiền thì cũng sẽ phân phối cho những nạn nhân và công ty mới này đó họ đã kêu gọi được vốn tổng cộng theo tôi đọc ở đây là 450 triệu các bạn 450 triệu này đến từ công ty là Fan 2 LLC các bạn thấy được là chúng ta có Celsius cái là độ C rồi bây giờ chúng ta có Fan 2 là độ F các bạn thì Fan 2 không biết sau này có Kevin không Độ ok các bạn Kelvin à, Thì fan 2 đó đã chăm vốn 450 triệu đô la Để có thể là sao sự kinh doanh Nhưng mà không phải là như trước đây các bạn Không phải là gửi tiền lấy lãi nữa Mà là kinh doanh đào Bitcoin Và nếu như mà đào có lời đó Thì họ cũng sẽ phân phối cái phần lời đó thông qua cổ phiếu của những người nạn nhân lưu trữ cổ phiếu của công ty mới này và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit okx bitget binance à, và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn